Xin chào khách hàng ở phường Hiệp Lợi, ngã 7 Hậu Giang ha. Có đặt cường H9 và bên bờ 900. Cường sẽ test âm thanh cho khách và hướng dẫn chi tiết cho khách. Clip hướng dẫn sử dụng thì khách cũng đã biết rồi, cường cũng hơn 200 clip H9 lên trên YouTube test cho khách rồi. Và cường sẽ test âm thanh xong rồi cường sẽ hướng dẫn các nút chỉnh cho khách nha. Giờ cường test bài căn nhà mong ước nha. Nhạc sống Gumba Bét Tứng Còn, ca khúc Căn Nhà Mộng Ước, sáng tác Hoàng Phương. Test cho khách ở phường Hiệp Lợi, ngã 7 Hậu Giang nha. Về khách hát cách cái môi của mình 20 cm, dựng đứng mặt mít và hát cái mặt chữ vào môi. Hát và Bluetooth nên không cần xài dây. Chuyện tình năm xưa anh ơi em, êm đềm như ánh trăng vàng, những chiều chốn nhà hẹn hò nơi công viên, thề yêu nhau đến trọn đời, rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ, cùng nhau chung sống trong tháng ngày nên thơ. Có nhau suốt đời anh làm lo tương lai, em dạy con nên người, mong ước đó không bao giờ anh quên. Tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng, đến ngày gian lao nuôn nao đuốt thời gian, mong tròn mơ nào hay đâu em say đợi xa hoa, đành quên anh với lời thề đã vàng. Căn nhà xinh xinh mình ước mơ có rồi, giờ em ở đâu? Cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang, quên lời hẹn ước năm nào. Nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn côi và lắm thương nhớ con người. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh trong tim. Riêng tình gian giờ nay đời anh thiếu em như sân ga vắng. Cùng bấm đứng ha. Về Khương đang chỉnh cho khách là bass 60, chép 50, âm lượng mic 55-60 ha. Khi nào mà về thấy cái giọng khách mà sáng tiếng, ấm tiếng quá thì khách tăng cái này lên nha, tăng chép lên 70, hạ bass xuống 50 nha. Giọng của Khương là Khương hát như vậy đây. Còn thường thường Khương chỉnh cho khách là Khương chỉnh tăng chép lên tí như vậy đây. Rồi ba cái nút này khách để nguyên nha. Rồi cảm ơn khách ở phường Hiệp Lợi, ngã 7 Hậu Giang ạ. Cảm ơn khách rất nhiều ạ.